Một bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Và hôm nay em có một chiếc Lexus RX 350 Sản xuất là 2016 Đăng ký tên cá nhân Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc 5 chỗ 5 bánh với quãng đường là 68.000 km Với những chi tiết về ngoại thất và nội thất của chiếc xe Thì vẫn được giữ trong độ hoàn hảo cao Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan Về tổng quan chi tiết về mẫu xe Lexus RX 350 này với khối động cơ của chiếc xe nó sử dụng là 3.5 lít Cùng với hàng loạt công nghệ an toàn như hệ thống cam 360 Cùng với điểm cảnh báo mù trên trên gương Với hệ thống gương kính đã được dán kính màu Cả biến trước sau rồi rửa đèn pha Rất nhiều các tính năng để anh chị và các bạn có thể là trải nghiệm Ở trong mẫu xe này Các bác có nhu cầu có thể qua trực tiếp cửa hàng xe cũ mẫu nào Địa chỉ đơn vị là 89B Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội Để có thể xem xe và lái thử ạ Mọi chiếc xe bán ra tại cửa hàng đều có cam kết rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ về chất lượng của chiếc xe giao bán cũng như là bảo hành về khung gầm máy móc động cơ số cho anh chị và các bạn trên văn bản. Với những chi tiết đường nét về keo chỉ đinh tán thì nó vẫn còn nguyên bản. Xe đơn vị khi mà mua về để giao bán cho anh chị và các bạn thì đã kiểm tra rất kỹ các hạng mục rồi. Nên rất tự tin những cái sản phẩm này mời anh chị và các bạn mang đi check tại bất kỳ nơi nào mà anh chị và cảm bạn cảm thấy yên tâm và quen biết thì mình sẽ càng tốt hơn khi đấy thì mình mua một chiếc xe cũ sẽ nó sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng những đường led của chiếc xe thì em luôn quay rõ trong quá trình quay mà các bác cần xem kỹ chi tiết cụ thể chỗ nào có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ chụp bằng hình ảnh hoặc em có thể là video call em có thể là tư vấn hỗ trợ cho anh chị và các bạn để anh chị bạn có thể biết được một chiếc xe cũ nó đẹp ở những điểm nào những đường LED của chiếc xe các bạn có thể thấy Với những thiết kế tạo hình về hệ thống đèn Cũng như là phần Lipo thể thao với những Phần ống xả trông rất là bắt mắt Và thể thao Không gian bên trong về phần nội thất Với không gian hàng ghế thứ hai Nó còn trong tình trạng là Rất là đẹp và hoàn hảo Với hệ thống ghế ra mùa nâu Với nhiều tiện đích như là hệ thống Ghế có thể ngả xuống, sâu xuống Để anh dụ chị và các bạn có thể nghỉ ngơi Với chất liệu ghế da cao cấp rất là bền có đục lỗ thông hơi tạo sự thoải mái cho người ngồi và có trang bị cửa gió điều hòa trung tâm chính giữa và cửa hai bên kính cửa đều có trang bị là rèm che nắng tạo không gian riêng tư cũng như tránh nắng cho người ngồi phía sau cửa sổ trời cũng có là những chi tiết đường led về ốc cánh cửa ốc bản đề đây là những cái chi tiết về phần keo chị ở hàng ghế thứ hai anh chị nhé những đường nét để ba có thể thấy nó rất đẹp ạ à. bậc lên xuống nó trang bị bệ bức cứng rồi đây là những cái chi tiết về không gian khoang lái của chiếc xe với hệ thống ghế chỉnh điện nhớ ghế hai vị à, nhớ ghế ba vị trí anh chị nhé với ghế lái và ghế phụ đều có trang bị nhớ ghế và ghế chỉnh điện đây là chất lượng à, ghế ngồi của bên ghế lái đây những đường nét của chiếc xe nó rất đẹp với hệ thống ghế body giúp anh chị và các bạn ngồi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, nó ôm người hơn. Những đường ốc ác keo chỉ cũng như là vin mark của nhà sản xuất vẫn còn nguyên. Bên trong đây thì với hệ thống các chế độ đường cũng như là phanh tay điện tử auto hold, làm mát ghế, sấy ghế rồi các phím điều khiển chức năng. Màn hình giải trí 12,3 inch. Cùng với vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng Với phía sau thì nó có trang bị cái lẫy set cruise control. Đấy, những đường LED em quay rất là kỹ rồi. Đấy, các bác là mà không hiểu biết về xe có thể nhờ anh em mà hiểu biết về xe người ta xem qua clip thì cũng nhận định được là chiếc xe đẹp đến bao nhiêu phần trăm rồi. Còn à, thực tế ra thì các bác hãy qua trực tiếp cửa hàng để lái thử và để cảm giác lái. Cũng như là cảm nhận về tiếng động cơ xem nó có ổn hay không chi tiết đường led em quay rất là rõ giúp anh chị và các bạn ở xa sẽ tiết kiệm được cái thời gian đi lại và mình sẽ chọn được những chiếc xe ưng ý nhanh nhất gương kính chỉnh điện thích hợp bao rẽ với là không gian khoang máy của chiếc xe với khối động cơ là 3.5 giúp cho chiếc xe là với hệ dẫn động mà hai cầu giúp cho chiếc xe vẫn à, động à, vận chuyển ở trong những cái chuyến đường khó khăn hay là đường đường đồng bằng mọi mang lại cho anh chị và các bạn cái cảm giác lái cũng như là uh, uh, những tiện ích ở trên chiếc xe nó rất là nhiều. Và với chiếc Lexus RX 350 sản xuất 2016 nhập khẩu nguyên chiếc, đăng ký tên cá nhân, làm bánh quãng đường là hơn 68.000 km hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá khoảng 2 tỷ hơn 2 tỷ 6. Thông tin cụ thể thì các bác hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xe vẫn có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe cho các bác đang có nhu cầu. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Rất mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến của anh chị và các bạn ở những video tiếp theo để em có thể hoàn thiện hơn mang đến những nội dung hữu ích cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.